Thưa quý vị và các bạn, bạn nghĩ thế nào là hạnh phúc? Bạn có từng nhìn ngắm vẻ rạng rỡ của người khác rồi tự ti về bản thân vì cho rằng mình thiếu quá nhiều tiêu chí để sống hạnh phúc? Mỗi chúng ta sống trong cuộc đời này đều là những cá thể riêng biệt, có hình dáng, tính cách, sở thích và hoàn cảnh sống khác nhau, nên sẽ có cảm nhận về hạnh phúc khác nhau. Tuy nhiên, có nhiều người lại tự làm tẻ nhạt cuộc sống của chính mình bằng quan điểm, khoác đồng phục cho hạnh phúc khi đặt ra những lộ trình, những mục tiêu nhất định cho một đời người. Cuốn sách Hạnh phúc không mặc đồng phục của tác giả Tà Hà Như Bình mà chúng tôi muốn giới thiệu cùng quý bạn đọc ngày hôm nay là sự chia sẻ về những góc đời, những góc tâm hồn, những câu chuyện khơi gợi sự cảm thông mà tác giả đã trực tiếp trải nghiệm hoặc quan sát được. Để mong mọi người nhận ra rằng những sợi vui tưởng mong manh nhưng vô cùng vững chắc sẽ giúp bạn dù trong hoàn cảnh nào vẫn sẽ chạm được vào niềm hạnh phúc. Chỉ cần bạn chủ động sống cuộc đời của mình. Nhiều người lúc đang ở độ tuổi đôi mươi phơi phới, thay vì khám phá cuộc sống, thực hiện những ước mơ hoài bão của tuổi trẻ, thì họ thường xuyên u buồn, chênh vênh, lo lắng hoặc hoang mang. Họ tự gò mình vào những quan điểm của người khác, bị cuốn đi theo những tiêu chí của số đông đề ra mà không lựa chọn điều mình mong muốn và quên mất hoàn cảnh riêng biệt của mình. Có nhiều khi chúng ta cho rằng cuộc sống phải có đầy đủ tiêu chí, nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, vợ chồng con cái đề huề thì thần hạnh phúc mới tới gần, mà không ngờ rằng thần hạnh phúc chẳng tham lam như chúng ta tưởng. Chỉ cần khẽ chạm vào trái tim là Ngài đã mỉm cười. Vì vậy chúng ta hãy chủ động hạnh phúc theo cách riêng của mình. Để sống chủ động không chỉ cần độc lập về kinh tế mà còn cần phải độc lập về suy nghĩ và cảm xúc nữa. Nếu số phận dắt bạn vào con đường không ngờ tới, thì hãy làm mọi việc trở nên bất ngờ hơn. Hãy hạnh phúc với chính bạn, chứ đừng hạnh phúc để người khác chiêm ngưỡng. Sách đang được phục vụ tại Thư viện tỉnh Lâm Đồng. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc.